Vãi trưởng, chết tôi rồi. V kép này, S này, D này, A này. Cái này thì mình sẽ tự đặt nhỉ. A B X Y xem nào. A B X Y mình sẽ để là I O U I O P. Còn cái này R B L này sẽ là G K L phẩy P. Không được à? Rồi, A G K L. Sau đó thì sẽ là ba nút dưới cùng. Ba nút dưới cùng mình sẽ để nút gì đây? Rồi, mình sẽ làm lại. Ê, không được, không được, không được. W, S, D, A, U, I, O, P. Đây là đôi 4, 6 nút đúng không nhỉ? Mình sẽ để từ đôi 4, 6. Ủa, F luôn á. F thì sao quá không nhỉ? Xem nào. Rồi, F, G, H, G, K, L. Ok. Tự nhiên ấn nhầm vào cái redo keyboard mapping, tức là giờ phải cài lại hết từ đầu. Đó. Sao lại ra đây? Ok. I agree. Update nó. Will now begin download. Cái gì cơ? À, nó tự động download update à? Download complete nhanh vậy. Xem nào, start là enter. Đúng rồi, skip enter. Cái gì đấy? What's wrong? Come over here. Come over here. À, có vẻ chúng ta sẽ được luyện tập bài bản trước khi chơi cái tựa game Street Fighter 5 này. Chú tưởng anh sợ chú à? Mày à bởi. Try to moving close again. Ok. Lại gần anh ta. Tiếp theo nào. Jump over can Hadouken. What? Jump, à nhảy lên để né cái đòn này. Ok. Ây ôi, không kịp nhảy rồi. Nhảy là với kép nhé các bạn. Ây, nhảy thẳng vào vị trí của nó. Quái trưởng. Hadouken. Ok, phải. Hadouken. Xuôi ơi. Đơn giản, easy. Tiếp nào. Hit can quick ở line attack. À, đấm cao. Xin lỗi, nhầm rồi. Vừa đá chậm. Đá thấp chứ không phải đấm cao. Try hitting can quick ở medium attack. À, đấm tầm trung. Tấn công tầm trung. Đây à. Ta. À đây, đúng rồi. Try hitting can quick ở hard attack. Wait what? Là gì đó? Hash attack. À, đấm một cú thật mạnh. Chắc là vậy. Fighting can quick ở low attack. À, đấm thấp rồi. Ok. We will bypass the wall of standing option. Fighting for standing option quick ở low attack. Là một cái gì đó? Jumping attack. À, đánh tầm cao. Khi mà đối phương phòng thủ tầm thấp như này thì chúng ta không thể tấn công được. Tầm thấp được. Chúng ta phải tấn công từ tầm cao, nghĩa là nhảy từ trên và đâm xuống, được chưa nào? Chúng ta sẽ ấn sử dụng phím V kép nhảy lên và sử dụng nút tấn công là có thể tấn công từ tầm cao. Oh, can I when close your option to perform a throw? Throw can ném anh ta. X và A nhé các bạn. X và A. Của mình là phím O và U. Đấy rồi, ok. Perfect. Sử dụng phím O và U kết hợp với cả phím di chuyển nữa nha các bạn. Throw we by fast option war no matter what position they are in. If you perform throw, use an option at the draw, you will escape. Rồi. Tiếp theo nào. Try holding can attack. Ây da, đỡ rồi. Ây, sao đỡ ta? Sao đó? Ok.
sử dụng phím đi ngược lại phía sau là chúng ta sẽ tự động là phòng thủ tầm cao nhé các bạn. Growing attack, à đánh tầm thấp à? Chỉ cần ngồi xuống là phòng thủ đúng nhé các bạn. Nếu vừa đánh tầm thấp. À, phải ngồi xuống sau đó còn ấn phím lùi lại nữa. Bây giờ. Đúng rồi. Jumping attack thì mình có nghĩa là sẽ sử dụng phím lùi lại được. Đúng rồi. Sử dụng phím lùi lại là đỡ được các đòn tầm cao. Đó là phần what the fuck, phần gì đó? Có lẽ là phần tutorial được chưa nào? I don't know what's this feeling you're chasing, but I hope you try and figure it out. Rồi. Put your V skill mean I and Luke can attack. E. Wait, what? E. Okay, E. E đó là phím phần P à? Được rồi. P and B, what the fuck B? B là E à? Sao ta? Ai u, sao ta? Press E, Magium and B, Magium together if try. Ok. Ấn cả hai phím cùng lúc nha các bạn. My key is charged. Now I can. What the? Real key is. Khi cái bảng trigger này đã full thì chúng ta sẽ ấn cái phím đó là RGLK, what the fuck. RB và RT. RB RT. Như vậy của mình sẽ là phím F và H. Gì vậy? Kinh vậy. I'm completely. Có lẽ các skill đặc biệt. Thế này muốn chơi tốt tựa game chúng ta có lẽ what the fuck cái gì đây? Network ID. You want first read the Facebook can file something new question. Thôi cứ là agree nhé các bạn. Rồi, không kết nối được với server. Đương nhiên rồi, đây là game crack mà. Không, chúng ta sẽ ấn đâu. Chúng ta chơi ở chế độ offline. Nó đang cố gắng kết nối với cả server chủ. Mà game crack thì kết nối thì quá là được. Đúng nào. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái việc đó là training rồi. Mình rất nóng lòng đến với một cuộc chiến nào đó. About mission. Có là hệ thống nhiệm vụ nữa cả. Chẳng ấy. Có vẻ game được xây dựng rất là cơ bản. Mặc dù là game đối kháng cũng có hệ thống nhiệm vụ luôn. Căng thật. Cố gắng tua qua cái đống này. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào phần nào trước đây. Option trước nhá. Sau option thì mình sẽ để vào cái screen setting. Woo. Không có gì. Credit, author setting, graphic, để rồi. Resolution. Ơ, chẳng có cái deck gì cả các bạn ạ. À đây. Medium rồi à? Nếu vậy, game này nặng vậy sao? Mắc cho anh. Xe. Ok. Đi bay. Được rồi, thế thôi. Mình sẽ vào thử xem cái phần training trước nhỉ? Training tiếp không? Các bạn thích training không? Hay là chúng ta sẽ battle chơi AK luôn? Du đấu ở khắp mọi nơi. Ta chơi thêm phần story nhỉ. Virus là cái của nợ gì ta? The fuck. Thôi có lẽ mình sẽ xoay quanh phần training nhá. Chứ mình thực sự là cũng không phải là một người chơi giỏi cái tựa game đối kháng này. Cho nên là mình sẽ xoay quanh ở đây thôi. Còn các bạn chơi thì các bạn có thể vào phần AK vừa rồi. Chúng ta có thể chọn sân này. Đây là các sân thi đấu rồi. Chọn chỗ nào đẹp đẹp tí, chỗ này đẹp này.
Mình chỗ ngoài vậy. Chun Li. Chọn ai đây? Ai đây? Ui khiếp. Ung thư mắt. Hệ thống nhân vật có vẻ khá là đồ sộ các bạn ạ. Ở đây mình có thấy đôi 4 6 7 12 14. Bên này cũng đôi 4 6 7 14 là 28 29 nhân vật tất cả các bạn ạ. Ui kia. Trông bặm trợn thế nhỉ? Ai đây? Menat. Mình sẽ lanh quanh mấy nhân vật nữ. Sakura trông rất là cá tính đúng không ạ? Và Thế chột person nữ. Còn đây sẽ là Ibuki. Ai đây? Laura. Karin. Bên này có nhân vật nữ nào nữa không? Đây, có Colin. Một phong cách rất là Soviet. Còn đây là Kami. Được rồi, mình sẽ chọn nhân vật cực kỳ nổi tiếng luôn. Đó chính là Chun-Li. À, chúng ta có thể chọn skin nữa các bạn ơi. Hy vọng là sắp tới là sẽ có, mình sẽ cố gắng cập nhật thêm các cái bản mod của tựa game Street Fighter này để cho các bạn có thể lựa chọn những cái mod khi mà các bạn chơi được chưa nào. Color màu hồng nữa này. Màu hồng đi. Sorry. You are strong son thì my kick be loud to me by my father. Don't take em lighter. Auto. Hệ thống âm thanh. Oh. Chiến nào. Match again. Bên này thì không được. Chọn nhân vật nào đó để đánh với cả mình. Bên kia sẽ là ở đây. Colin đi. Quẩy quá. Sao chọn ta? Không được các bạn ơi. Sao chọn bên kia nhỉ? Chọn nhân vật bên kia nhỉ? FDG cách spike. Chuột phím các kiểu. Di chuyển được nhưng mà làm sao để chọn ta? Lúc nào chọn nhỉ? Có chịu ghê. Để mình nhớ xem còn nút nào nữa không nhỉ? Chọn bừa vậy. Cho nó random. Đi nào. Now, let's begin. The secret to strength is ủa khiếp, quả chân mà nó to hơn đầu vãi trưởng thật. Mình sẽ thử vài đòn cơ bản. Đây là tập đánh các bạn ạ. Nếu các bạn ưa thích nhân vật nào thì các bạn có thể chọn nhân vật đó, sau đó thì các bạn vào đây tập combo để khi chơi các bạn sẽ được cái gì nhỉ, có được các cái skill cơ bản khi chiến đấu. Kinh vậy. Đòn này Ima nhỉ. Game này thuộc thể loại eSports luôn nhé các bạn. Các bạn có thể lên trên mạng về tìm về các giải đấu liên quan đến Street Fighter thì các bạn sẽ thấy các player đánh cực kỳ kinh luôn. Combo cực kỳ chuẩn và đẹp mắt. Gì ấy? Ui, kiếp. Đá thế này. Đấy chồng được cái chắc rồi. Đòn này Ima đấy. Mình tận dụng tối đa đòn này. Đánh cái này sao nó bật nhỉ? Mẹ ơi. Rồi. Làm sao để thoát ra và chọn nhân vật khác nhỉ? Đâu chung bên menu. Wait what?
là đu luôn. Chọn thử nhân vật khác xem, để đấm đá như thế nào. Hay là vào AK luôn nhỉ? Cái này là du đấu server à? Vào setting. Cái này là tìm map online à hay sao ta? View. Ok, sang Mỹ đấm nhau rồi. Đây là hệ thống offline đấy các bạn. Chép thanh niên kia trông tởm đấy. Biến thái bãi trưởng. Cầm quả xích lè lưỡi ra. Liếm xích chứ, what the fuck. Ôi. Mày hả với. Thái độ lồi lõm với anh à. Mày lồi lõm với anh à. Thằng khỉ đột này. Đấm nó, ui, đấm lại. Đông nhầm người rồi. Xôi rồi. Khỉ đột. Mày ối rồi, đau ấy. Ủa, nó bật rồi, bật. Thằng biến thái. Sao vậy? Easy. Cái màn 1 có vẻ đánh khá là dễ các bạn à. Các màn sau có lẽ mới độ khó nó mới tăng dần lên. Nhật thứ 2. Mình cứ thắng hiệp này là mình sẽ chiến thắng tổng. Sao mặt nó cứ đần thối vậy? Mày hồi. Rồi, sử dụng các đòn đá cao sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Tấn công liên tục. Thằng khỉ đột biến thái. Ui. Kinh, skill chất đấy. Được rồi, thắng 2 ván. Rất là dễ dàng ở ván đầu tiên. Sure I win. Mẹ đến đây đi nhỉ? Chúng ta sẽ chơi chọn nhân vật theo đó và chúng ta sẽ du đấu ở khắp mọi nơi, gặp từng đối thủ một, được chưa nào? Đại khái là như vậy. Đó là game về phần gameplay của game, đó là Street Fighter 5 Arcade Edition. Chúc các bạn đón game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.